Hàng ngàn người dân ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ của tỉnh Quảng Ngãi đang sống trong nỗi lo khi hàng ngày phải qua lại cầu Thạnh Đức dài tới 400m nhưng đang bị xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Nhiều lần, người dân và chính quyền địa phương kiến nghị các cấp sớm có phương án sửa chữa hoặc đầu tư mới cây cầu này, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Cảnh tượng này khiến bất cứ ai cũng bất an khi nhìn thấy. Trụ cầu và dầm cầu của cầu Thạnh Đức, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ của tỉnh Quảng Ngãi đã bị hư hỏng xuống cấp ở mức báo động. Cầu được có cầu mới, chứ để ít bữa nữa là nó sập như thế này. Tôi cầm miếng rồi, đây nó bể luôn này. Mà ai cũng thấy rồi đó. Trời ơi mà cầu. Cầu Thạnh Đức được xây dựng cách đây hơn 20 năm, là một trong những cây cầu huyết mạch của địa phương. Hiện nay, hệ thống lan can, trụ cầu, mố cầu và dầm cầu đều bị hư hỏng nhiều đoạn. Với hiện trạng hiện nay, cây cầu này có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Hơn 1.000 hộ dân ở thôn Thạnh Đức 2, phường Phổ Thạnh rất bất an khi đi qua lại cây cầu này. Bây giờ cầu giờ thì ai không lo, đi vậy chứ biết ngày nào nó sập đâu biết nó, ở dưới chân là một cái rồng. Người dân đã nhiều lần kiến nghị và chính quyền địa phương cũng đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thị xã Đức Phổ đề nghị nghiên cứu có phương án khắc phục, đầu tư cầu mới thay thế, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Trong khi chờ đợi sự đầu tư của các cấp thì chính quyền địa phương tuyên truyền vận động các cái chủ phương tiện tàu thuyền là không được buộc dây, buộc neo vào thanh cầu cũng như là chân cầu để đảm bảo cho cầu được an toàn và kiên quyết xử lý những cái trường hợp mà đã vi phạm. Thứ hai nữa là phối hợp với phòng quản lý đô thị là cấm biển là cái trọng tải của cầu yếu cũng như là cái hạ cái độ cao để cho những cái phương tiện lớn không được qua cầu để đảm bảo an toàn cho cầu. Hàng ngày người và phương tiện vẫn phải qua lại trên cây cầu thiếu an toàn này. Việc ngăn không cho xe trọng tải lớn qua cầu như hiện nay chỉ là giải pháp tạm thời, bởi nếu không có phương án tối ưu hơn thì chuyện sập cầu cắt đứt tuyến giao thông huyết mạch này chỉ là sớm muộn.